Em Nguyễn Thị Minh Anh là con thứ ba trong một gia đình có 4 chị em. Bố em mất năm 2015 vì bệnh ung thư vòm họng. Mẹ đi nhặt ve chai, một mình nuôi 4 chị em ăn học. Hiểu được sự vất vả của mẹ, cả 4 chị em Minh Anh luôn không ngừng cố gắng và đạt nhiều thành tích tốt trong học tập. Các cháu nó vẫn quyết tâm, vẫn năm nào vẫn cứ học sinh giỏi, kể cả đến không có ăn cũng vẫn cứ học. Cái thời gian mà bố cháu mà ốm ở viện đấy, mà bố cháu ốm thì nó như là chạy loạn luôn đấy. Đi cấp cứu các thứ thì thôi, thì các con các cái thì nó cũng không có mà ăn đấy. Các cháu vẫn cứ tiếp tục học, chả cháu mà bỏ một buổi nào cả. Riêng Minh Anh, liên tục trong 11 năm đến trường, em đều là học sinh giỏi. Đặc biệt, năm lớp 7 và lớp 8, em còn đạt giải nhì, môn sinh trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Quyết tâm vươn lên của em không chỉ xuất phát từ việc muốn đưa bản thân em và gia đình thoát khỏi cái nghèo, mà em còn mong muốn đem kiến thức, sự hiểu biết của mình để giúp đỡ những người xung quanh. Bản thân cháu là cũng thích học sinh và cháu đã thi học sinh giỏi môn sinh rất là nhiều lần, và cháu cũng rất là muốn làm bác sĩ, nhưng mà do là chị cháu thì đã học bác sĩ rồi, và mỗi lần mà chị về xin tiền học phí hoặc là muốn mua một cái gì đấy để phục vụ cho học tập thì mẹ cháu lại phải đi vay mượn. Mấy cả quá trình học của chị cháu thì phải mất đến 7-8 năm, mà mẹ cháu biết là mẹ cháu không thể là lôi lổi nếu mà cháu có ý định học y, nên là cháu đã muốn học luật, bởi vì có thể là học luật thì sẽ vẫn là thực hiện được ước mơ là giúp đỡ mọi người của cháu. Để thực hiện ước mơ của mình, trong những năm qua, em đã phải nỗ lực gấp nhiều lần so với các bạn cùng trang lứa, bởi dị tật về mắt đã theo em từ khi còn nhỏ. Cháu bị dị tật mắt là bẩm sinh, như vậy nhưng mà cháu vẫn rất là nỗ lực. Cứ sau mỗi một giờ ra chơi, các bạn thì ra ngoài, nhưng mà cháu vẫn ở lại lớp để cháu mượn vở của các bạn, cháu chép bài cho nó đầy đủ. Và cháu hoàn thành rất tốt những cái bài tập các thầy cô giao cho. Nếu không bị hạn chế về mắt thì cháu còn học giỏi hơn nữa. Minh Anh là một lớp phó gương mẫu, chăm chỉ và thường xuyên là giúp đỡ các bạn trong học tập, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các bạn là nghiêm túc thực hiện các nội quy của nhà trường. Và đó là một tấm gương để tất cả lớp cháu riêng và toàn thể trường nói chung phải noi theo. Dù có chịu bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả, nhưng chị Hằng không một lời than trách số phận. Người mẹ ấy càng mạnh mẽ hơn để làm trụ cột gia đình thay cho người chồng đã mất. Và cũng bởi 4 đứa con hiếu học, cũng bởi chị hiểu ước mơ của các con sẽ không xa khi thực sự có quyết tâm. Chào quý khán giả truyền hình, chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh đã đến với chương trình trao học bổng chắp cánh ước mơ được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Mỹ Hào, thị xã Mỹ Hào. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên phối hợp tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến dự chương trình trao học bổng chắp cánh ước mơ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía nhà tài trợ, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên. Chương trình còn có sự hiện diện của đại diện phường Bến Nhân Nhân, thị xã Mỹ Hào, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, cùng đông đảo giáo viên và học sinh của trường Trung học phổ thông Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, có một điều mà những người làm chương trình Chắp cánh ước mơ chúng tôi vô cùng cảm phục, đó là dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào, song ước mơ vẫn là thứ luôn cháy bỏng trong các em. Nhân vật được nhận học bổng của chương trình Chắp cánh ước mơ số này cũng là một trường hợp như vậy. Em Nguyễn Thị Minh Anh, học sinh lớp 11A4 trường Trung học phổ thông Mỹ Hào. Mặc dù sức khỏe không được như các bạn cùng trang lứa, hoàn cảnh gia đình cũng còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực cố gắng của bản thân thì em đã đạt được nhiều thành tích trong quá trình học tập. Đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của em và gia đình, hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã dành cho em một suất học bổng có trị giá là 12 triệu đồng. Ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Đăng Thành. Tiếp theo xin trân trọng kính mời ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Chương trình Chắp cánh ước mơ là chương trình học bổng rất có ý nghĩa đối với các em học sinh, đặc biệt là đối với em Minh Anh.
vừa gia đình vừa khó khăn về tài chính, vừa có khó khăn về sức khỏe. Và chúng tôi mong muốn rằng nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp, cụ thể là VNPT Hưng Yên và Vietcombank, để có những suất học bổng tiếp theo cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với chương trình Chắp cánh ước mơ, chúng tôi cũng cam kết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để mà làm sao với cái ý nghĩa nhân văn của chương trình lan tỏa đến cho cộng đồng, để từ đó thì có sẽ được nhiều các em học sinh nghèo để có thể là vượt qua cái khó khăn, vững bước trên các con đường học tập để trở thành những cái công dân có ích, có tốt cho xã hội, đóng góp cho cái hoạt động sau này trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với sự đồng hành của các thầy cô, sự quan tâm của các nhà tài trợ và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như những người xung quanh, hy vọng ước mơ của em Minh Anh sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Chương trình Chắp cánh ước mơ của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.